Tại Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh chân thành chúc mừng và chia vui với những kết quả đạt được của Tổng công ty. Năm 2022 là một năm đầy biến động khó khăn đối với ngành dệt may, song Dệt may Hòa Thọ vẫn đạt doanh thu hơn 5.140 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2021, đạt 122% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 337 tỷ đồng, tăng 52%. Thu nhập bình quân đạt 10 triệu đồng trên một người mỗi tháng, tăng 12% nộp ngân sách đạt 173 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2021. Nhân dịp đầu năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh chúc lãnh đạo và tập thể người lao động của công ty cùng gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc cho công ty ngày càng lớn mạnh. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đã đến thăm kiểm tra ra quân tại công ty Daiwa Việt Nam, công ty Fujikin International Co. Ltd thăm đảng ủy và tập thể cán bộ công chức người lao động ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình thời sự sau